chứ là coi như là cục á. Không, lắc, nhưng mình thấy con khác thì mình dớt luôn. Alright, getting crawfish guys, buying crawfish here in Vietnam. Anh muốn con nào không có thiếu chân rồi anh biết không? Ok, con nó được, con màu trắng nó được, ok. Nữa ha. Một con màu trắng nào nữa. Một con này nè, đây con đó, hoặc là con đó cũng được. Em coi có con. Nói tiếng Khmer được không? Ok, hai con màu trắng được, em coi có con màu xanh nào nữa không? Con màu xanh nào bự bự nữa không? Hay là con nó bự nhất rồi? Chắc là all these crawfish. Đó là Việt Nam mình ở thì có gì làm rồi. Ừ, con này đẹp hơn, con này đậm hơn đúng không? Con này màu đậm hơn. Ok, lên bỏ lên đất này. Con thấy bên Việt Nam là cái nước. Check out this crop. So, em bỏ con một con màu trắng riêng ra nha. Check out all those crayfish. Yeah, look at all those crayfish. Beautiful. A whole tank full of crawfish. Oh, that fucking one's dead. Yeah, well, it could be molting, yeah. Oh. But see, they're very vulnerable when they molt. So that's why I want to separate them. I don't want to keep them together. How do you know when they molt? Exactly, you don't. Like, they're just laying still and they don't do anything. That's when they molt. So when they don't do anything, that means that, like, the other guys can just eat them. Now, that one's really big. That blue one's really big, too. So I don't want to keep them together. I want to isolate them, keep them all apart, you know? Oh. You know the name now? No, I don't know. Không 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 không. Peacock orchid. Cái con kia kìa. I don't know if that one's dead or it's molting. Could be both. They like to hide a lot. They feel safe when there's a hide area. A lot of them are carnivorous, and they'll eat, but they're pretty much eating anything. And they're pretty cool. Keep them. I love these. Kale.net. Facebook.com/Kale.net. Beautiful. If you guys like what you see, make sure you subscribe for more fish videos from Asia. Kale.net. Be sure to subscribe, guys.